Xin chào những anh em mê nhạc và mê loa trên kênh YouTube của Phương Phạm nhé. Hôm nay thì là Phương lại đang ngồi trước cái ngôi nhà của mình. Đây là cái ngôi nhà Phương mới tạo dựng và chuyển về đây được hơn một tháng. Thì cái clip trước là Phương quay ban đêm, còn hôm nay thì là Phương sẽ quay ban ngày. Và đang ngồi trước cửa cùng với Phương đây ấy, là em Tâm, là hàng xóm này, ở phòng 108, còn nhà Phương ở 107, bên này là 106. Thế thì là Phương đặt tên là biệt thự audio 107, có nghĩa là cái nơi mà giao lưu về audio, và cái số nhà là 107. Thế thì là quý anh em ấy là cứ đến cái ngõ 21 Quan Nhân ấy, cái ngõ nó ngắn thôi, cái ngõ nó khoảng 80 mét, đi hết ngõ thì rẽ vào bên phải khoảng 7-8 mét em nhỉ, là đến ngay cái chỗ này. Nhà nó hơi thụt sâu một tí. Thế thì là Phương cũng làm như cái kiểu các cụ ngày xưa là ở đây bày một bộ bàn ghế này bằng gỗ để ngoài uống trà này. Cửa thì là cửa gỗ nhá, cửa gỗ đấy. Then gỗ ấy, then đồng. Ngồi vào phía ở trong kia thì là tí Phương sẽ quay vào trong review về audio thì Phương sẽ nói thêm. Thế thì là được cái là ở ngoài này thì là rất yên tĩnh ấy. Ở Hà Nội mà có được một cái không gian nó yên tĩnh thế này mà lại Phương lại bày được cái bàn trà ngồi ở ngoài này. Ở phía góc bên kia Phương còn trồng hai cây vối để hai lá vối uống nước cũng thích lắm. Chỗ này là trồng hoa này, cháu đang nghịch này, đang chơi với hoa, mà ngày nó treo leo lên cái mái ngói trên này thì nhìn nó cũng thơ mộng. Ở ngoài này thì là Phương bày một cái âm tích nhá. Âm tích là nếu như mọi người mà ở Bắc Bộ thì chắc còn nhớ cái ấm như thế này, và được bỏ trong một cái rành này, gọi là rành tích này, giữ nhiệt. Ở miền Bắc là hay như thế vì mùa đông mà. Hôm nay trời nó đỡ lạnh hơn thì ngồi ngoài. Thế thì là có cả cái điếu cầy nữa. Nếu như là cụ nào mà mê loa mà nghiện thuốc lào ấy thì là vẫn ngồi ngoài này hút thuốc lào này. Thoải mái, thả khói, không ảnh hưởng đến ai cả. Thế thì là anh em đang uống nước vối, và cây vối này cảm ơn em Tâm. Cô hàng xóm rất là xinh đẹp. Mọi người đã thấy là cô hàng xóm này là có khuôn mặt là em hơi giống Trương Tử Di đấy. Hơi giống Trương Tử Di. Mà má núm đồng tiền rất là xinh nha. Mà hát hay nữa, mấy hôm nữa thì là sẽ động viên là Tâm hát nhỉ. Tâm hát một vài bài để trên kênh cho mọi người vui. Tức là Tâm rất mê nhạc. Rảnh rỗi toàn là sang anh Phương uống trà. Và thi thoảng là có pha một vài cốc nước hoa quả sang động viên bồi dưỡng anh những lúc anh làm phân tần lắp loa đúng không, và đôi khi là sang còn khênh loa cho anh Phương nữa. Yếu thế mà vẫn khênh được loa này đấy, cầm kìm cầm vít hộ lúc mà bí người lên là ngồi. Hoặc như tối hôm qua là thu âm một cái album của cô giáo Thanh Hà, thì là anh nhớ đấy là cái điện thoại bị hết pin, và hơn 12 giờ đêm mà anh vẫn phải sang phiền để gõ cửa để mượn cái dây sạc của em. Rất là ngại lắm, nhưng mà em biết là cái điện thoại này nhìn lời để hát, nhưng mà nó hết pin thì nó tịt thì không nhìn được lời nữa. Thế thành ra là lúc đấy bí quá là phải sang. Thì mọi người nhá, là uống nước này, uống nước vối. Phương mua hai cái cây vối, Phương trồng một trong chậu ấy, thế là nó cũng đủ ra lá để mà hàng ngày là xin nó bốn cái lá bánh tẻ để pha ấm nước vối. Thì ngồi chỗ này là uống trà, hoặc là nếu sắp tới có thể chơi đàn ngoài này cũng rất là hay. Thế thì hôm nay thì là cũng đã qua cái tháng Tết rồi. Mọi thứ đã khá ổn định. Thì một điều kỳ diệu là Phương lại thu xong hai cái album. Một cái album Bolero của
Phương Diễm Huyền. Phương Diễm Huyền hát rất hay. Cô này người Sài Gòn thì cũng là mến mộ cái tiếng đàn và với cái kỹ thuật thu âm của Phương Phạm, thì là đã anh em gặp nhau và có giao lưu được một cái đĩa rồi. Hy vọng là sẽ có một hai cái đĩa nữa, vì là Phương Diễm Huyền hát nhạc Trịnh cũng hay này, nhạc bolero rất hay. Thì tí nữa Phương sẽ demo cái bản mộc chưa chỉnh sửa gì cả, Phương sẽ sử dụng cái file nhạc đấy để phát trên cái thiết bị của mình. Và bây giờ ấy thì là sẽ mời mọi người vào phía trong cái nhà của Phương ấy để Phương review những cái đôi loa mà mọi người đã thấy ở trong các clip ấy, nhưng mà tên nó như thế nào, rồi hãng gì, rồi Phương cắt tầm như thế nào đấy, giá tiền như thế nào. Thế thì Phương bây giờ sẽ mời mọi người đi vào phía trong nhá. Đây là bên trong cái căn phòng audio. Thế thì là mọi người đã xem các cái clip thì đã thấy loáng thoáng rồi, thì Phương chỉ xin giới thiệu là ngay ở phía sau trước cái bàn trà thì là vẫn là một đôi loa huyền thoại mà Phương Phạm đã cung cấp cho rất nhiều những anh em mê loa trong thời gian qua. Đó là bộ loa kèn. Bộ loa kèn là đây là bộ A7 mini này. Bao gồm là một cái kèn Kansai được làm theo cái kiểu là tháp hưu, đó là kèn đặc ấy. Nó được xung quanh nó đổ đặc nhựa đường và có gắn một cái củ loa 802D màu xanh của Antech. Và cái đôi loa bát ở đây ấy, là Phương đang sử dụng đôi loa bát là của Mỹ cổ. Phương tháo từ một cái đôi tủ đài của RCA. Thì là tí Phương sẽ mời thử cho quý vị nghe và âm thanh như thế nào đó. Thì mọi người thấy là cái đôi loa, thế là cái đôi loa này thì là mọi người đều biết là cái đôi loa lớn nhất của Mỹ, đường kính là 30 inch, tương đương với lại là 8 tấc đấy, rất rộng, nó to lắm, nó bát to. Thì là cái đôi loa này ấy thì Phương khi mà sang đây thì Phương mới custom và lắp, thì Phương cũng có một số những cái đôi củ loa này. Chỉ có điều đặc biệt đấy là khác với những cái đôi loa mà khác ở những anh em đang chơi là để nguyên, thì Phương đều phải custom lại theo cái thiết kế và cái mạch phân tần của Phương. Thế thì là đầu tiên đấy thì là Phương muốn thu gọn cái đôi loa này nhỏ nhất có thể, để có thể là ở những cái tòa chung cư mà không gian nó không được rộng lắm thì vẫn kê được. Thì khi mà thu nhỏ nhất có thể thì nó vẫn là như thế này, có nghĩa là vẫn là rất là lớn và đồ sộ. Cái thùng này thì là Phương không muốn làm cái căng, vì như vậy thì sẽ không khoe được cái đôi củ loa này, cho nên là Phương tạo ra một cái thiết kế là gỗ thì thết đấy, gỗ thì ở những cái căng này, và phía sau đây là cái thùng mà được đóng bằng gỗ polyurethane của Mỹ. Và kích thước nó cũng khiêm tốn thôi. Kích thước của cái thùng này là nó bề rộng nó vào khoảng 84 phân và sâu 50 đấy, cao khoảng 1 mét rồi đấy. Thì là Phương làm ra cái mẫu thùng này là để gần đây ngồi uống trà này và nghe. Và Phương làm đôi loa này là hai đường tiếng đấy, trên kia là một cái kèn 10 lỗ, vẫn là mẫu Tapiu của Phương Phạm. Bây giờ nên gọi là kèn của Phương Phạm đấy, mẫu Tapiu, kèn đặc, vì cái kèn này là chỉ có Phương có thôi và đã cung cấp cho rất nhiều anh em chơi với giá rất là rẻ. Ví dụ như là một cái đôi kèn như thế này mà nếu mà là của Antech ấy, mà được làm theo mẫu Tapiu đặc thì là nó cũng hơn 100 triệu đấy, trong khi một cái kèn như thế này thì nó giá nó chỉ tầm trên dưới 20 triệu thôi. Thế thì là hoàn toàn anh em có thể là chơi, và cũng không phải là Phương có nhiều lắm đâu. Thì là những anh người mà
mua những cái sản phẩm này thì đều là thân thiết và đã có một cái quá trình mà chơi audio lâu năm rồi, rất hiểu biết rồi, thì là với giao lưu được với Phương Phạm, vì không phải là ai Phương cũng bán. Nếu như mà cái kiến thức về audio mà nó đang còn hạn chế, mà chơi còn đang ở sự mà rụt rè ấy, đắn đo mà lại nói chung là không nhiều kinh nghiệm, thì là tốt nhất là không nên chơi những cái đôi loa như Phương đang có đây. Còn nếu như là những anh em mà mê loa, mê cái tiếng trung âm ấy, thì là phải nói biết là những cái đôi loa này rất là hay. Thế thì là tại sao mà những cái sản phẩm của Phương Phạm nó lại hay như thế? Thì bây giờ là Phương lại giới thiệu với mọi người. Ví dụ một cái đôi loa đằng sau Phương đây. Ví dụ là ở trong căn phòng này thì loa nó nhiều như thế, nhưng mà tại sao mà những cái loa mà custom của Phương Phạm nó lại đặc biệt và nó kén chọn những cái người mà mê loa? Thế thì Phương giới thiệu là ví dụ chẳng hạn trên tay đây là Phương đang cầm một cái đôi củ loa bát. Okay. Rất quý, rất hiếm. À. Thì mọi người nhìn đây. Đây là cái củ loa bát của Anh nhé. Đây là củ loa bát của hãng Selection này. Mà đường kính là 40 phân chứ không phải là 30 nhé. Đây. Đây. Mọi người thấy là củ loa Selection này. Khi mà nói đến loa Anh thì mọi người cũng không nên quan tâm là nam châm Ferrit hay là nam châm Anico nhé. Bởi vì là những cái đôi loa này ấy, tiếng nó cực kỳ mềm mại, sâu, mềm và rất là hiếm. Nếu như mọi người đã biết cái sản phẩm của Vitavox ấy, Phương phải cầm một gồng tấn với nói mà nó quá là nặng. Thì là cái củ loa Vitavox ấy, nó y chang thế này, kể cả cái côn loa nhá, Phương đã tháo rồi. Thì Phương đã làm cái nhện phíp. Đấy. Anh em thấy là Phương đã làm cái nhện phíp rồi. Đấy. Nhện phíp rồi. Và Phương đã thay cái gân sang cái gân chuẩn đời mới này. Đấy. Cái gân này là loa tai noi đời mới, nó hay lắm. Đấy. Mua cùng một chỗ cả thôi. Đấy. Về cắt tầm lại. Và màng này có phủ một cái lớp bảo vệ loa, vừa làm trang trí đẹp, mới. Và nó làm cho cái loa là nó trở về giống như là khi xuất xưởng. Vì loa cổ để lâu năm này nó hút ẩm ra, nhà ẩm hút ẩm thì nó cũng không còn giữ được hình tròn nữa, thì mình phải làm như thế. Vì người cơ bản là loa rất mới. Thế thì là những cái đôi loa này ấy, âm thanh rất là hay. Thì là sắp tới thì Phương sẽ dựng một đôi loa, khả năng là Phương sẽ dựng là cái mẫu kèn A5 hai đường tiếng thôi, để chi phí cho nó rẻ được chế tạo phần tần này. Và đỡ chi phí được một đôi super chép, vì nếu mà loa lắp loa super chép thì là loa ít tiền thì nó không hay, mà cái loa mà hay thì giá nó phải trên 20 triệu đồng thì nó mới hay. Thế thì cái đường hai đường tiếng thì đặc biệt của nó là cực kỳ dễ nghe và trung âm nó rộng hơn ba đường tiếng nhá. Đấy, lạ kỳ như vậy. Về ngoài loa thì là nói đúng ra là không có phân tần là những cái loa hay nhất, như loa toàn giải là nghe tiếng tự nhiên nhất. Nhưng chỉ vì là kích thước lớn như thế này là phải lắp thêm cái giải cao nữa, thì thông qua bộ phân tần của Phương thì Phương mới nói với quý anh em là tại sao mà cần phải cắt tầm lại loa nó mới hay. Cũng giống những đôi loa A7 đây nghe hay lắm. Rất nhiều những anh em mà thời gian qua thì là đã mang những cái loa mà mua từ lâu rồi, những đôi loa A7 này, loa Valencia này, Atec Bexelora này. Đấy, những đôi loa như vậy thì là đến Phương. Đầu tiên là Phương lắp lại cái mạch phân tần. Tức là cái bộ phân tần của cũ của nó thì để nghe băng cối, nghe đĩa than thì là chấp nhận được. Nhưng mà nghe bằng đĩa CD hay những cái phương tiện bằng kỹ thuật số bây giờ thì là âm thanh nó cũng hơi bị lệch lạc. Thì cái điều đấy là nó do là thiết kế cái bộ phân tần của cách đây 40-50 năm về trước thì cái thuật toán nó chưa như bây giờ, thì chưa tính toán kỹ như bây giờ. Thì những cái đôi loa như của Phương đây thì là Phương đã áp dụng những cái mạch đời mới, và cộng với cái tư duy
về âm thanh của Phương nữa thì Phương đã làm. Ê, mọi người đã biết là những cái sản phẩm như mà thu âm của Phương nó rất hay rồi. Thì cái đấy cũng là cái tư duy của mình. Thì từ cái kiến thức điện tử mình áp dụng vào lĩnh vực thu âm thì nó, cái bản thu âm nó mới hiệu quả như vậy. Chứ mình không áp dụng một cách máy móc. Còn âm thanh thì chỉ cần cái kết quả hay thôi. Càng hay thì càng tốt. Còn người ta muốn làm như thế nào thì kệ người ta. Các hãng audio thì là cũng thế. Thay đổi rồi là nghiên cứu bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm thì cũng chỉ để là hay thôi. Đấy, cứ model đã hay rồi, sau đó vài năm sau người ta lại ra một cái model hay nữa. Đấy. Còn một số những cái hãng loa như của Nhật thì người ta lại chạy theo cái doanh số, bán được nhiều là tốt. Thế thì là người ta phải thay đổi cùng một cái thiết kế như vậy, nhưng mà thay đổi kiểu dáng mẫu mã thì người ta bán. Như đây là những cái sản phẩm mà ví dụ như của châu Âu như là Naga là nó ít thay đổi lắm. Từ thiết bị thu âm cho đến hoặc những cái micro như Phương đang dùng ấy là nó chả thay đổi gì cả, nó sản xuất từ những năm ví dụ micro Telefunken U47 thì là nó từ những thập niên trước năm 50 ấy, đến bây giờ thì nó vẫn là như thế, tức là không có thay đổi. Hoặc là U67 ấy, M149 là nó ra đời mà nó cứ tồn tại, tức là hãng gần như là họ không nghĩ ra cái gì hay hơn thì người ta sẽ không sản xuất. Đấy. Hoặc là cái đôi loa Electrovoice này thì là một cái đôi loa mà Phương nghĩ là tuyệt vời lắm. Khi mà đã được custom là Phương làm lại gân, làm lại nhện. Thì nó phải hay. Thì bây giờ mọi người đi sâu vào trong một tí nữa. Ở phía trong thì là vì cái không gian thì tuy rất rộng rồi. Cái căn phòng này là nó vào 80m2 nhưng mà vì toàn những cái loa to nó cũng chiếm rất nhiều diện tích. Ví dụ là cái loa mà quý vị nhìn đây là cái loa của Mỹ này, loa của hãng JB. Rất hay ạ. Cái loa JB này là cái thùng hon ấy, thùng nó giống như cái ốc sên ấy. Và nó có chứa hai cái loa bát 40. Và cái đôi loa bát này là một cái loa bát mà có thiết kế y chang với cái đôi loa 150-4C của JB. Nhưng mà là thay vì cái côn loa 16 ohm thì là nó sử dụng cái côn loa có trở kháng là 32 ohm. Tại sao lại thiết kế 32 ohm? Bởi vì là hai cái loa bass khi đấu song song lại với nhau thì nó sẽ giảm trở kháng xuống còn 16 ohm để nó hợp với những cái thiết kế của phân tần quý ở là cái nhẽ đấy. Và tất nhiên là cái đôi loa này Phương đã giới thiệu ở một clip rồi, là Phương cũng đều cắt thầm lại nhện phíp và Phương thay cái gân bằng cái gân vải đời mới để tăng cường cái độ nhún vào hoạt động cái màng loa là thật tốt. Thì đôi loa này hay lắm. Thì Phương cứ thiết kế một bộ phân tần rời đây nhá. Và hiện tại đang chơi 3 đường tiếng. Miễn là cùng với hệ là 16 ohm lắp hết. Trước kia thì Phương lắp cái đôi loa là JB là 375. Phương đã tháo củ 375 này. Phương giờ hiện tại đang lắp củ Antec 16 ohm. Thế thì là tùy thôi. Đấy, anh em có thể rinh cái đôi loa này về. Và là tùy theo cái giá tiền đầu tư thì là Phương có thể tăng cường cái củ loa hoặc là thay những cái kèn gấu hơn. Ví dụ thay một kèn này thì Phương nâng cấp lên cái kèn to nữa, ví dụ 24 lỗ chẳng hạn. Đấy, hiện tại đây là cái kèn 15 lỗ, có đường kính là mỗi cái lỗ là 20 phân, rất rộng này. Bề ngang nó kèn mét mốt đấy, cũng là tạp hưu, hay lắm. Sướng cực kỳ. Đấy, thì đây là cái mẫu loa JB. Còn cái đây mẫu này thì mọi người thấy nó giống như là cái chạn bát ấy. Thì đây là nguyên bản của đôi loa Electrovoice 80 phân ấy, Patrick Sian 800. Thì cái đôi loa này thì là nó không đẹp thế này đâu. Khi mua về nó nát hết ấy. Cái thùng nó bong tróc nát, bị thậm chí mất cả cái căng này. Thế thì Phương lại phải phục chế lại và phải nói có một thợ loa rất tốt để làm cái công việc này. Đấy, là gần như khôi phục lại hết. Đấy. Coi như là 50% của Phương và 50% của hãng ở trong đây. Và Phương đã bỏ cái bộ phân tần của nó đi. Nhờ Phương lắp cái bộ phân tần 4 đường tiếng của Phương vào hay hơn đấy. Và Phương tăng cường những cái củ loa quý hơn. Ví dụ là Phương bỏ cái củ loa bass 30. Cái loa qua nó có một cái loa là trầm 80 này. Một cái loa trung trầm đường kính 30 phân trung. Thì là nó là lắp cái SV12. Thì Phương đã sử dụng một cái trung trầm của hãng TrueSolic nha. TrueSolic là nó cực quý 30 phân.
và đã độ nhện phíp rồi, độ lại nhện phíp cân Phương lắp thành cái trung trầm, nó thành cái tiếng tung nó đặc sệt này, sướng lắm. Và cái tung cao ấy ở trong đây là Phương đang lắp cái củ G1 của Vitavox nhá. Phương lắp cái G1. Thực ra cái củ Vitavox khi mà vào trong cái củ này thì nó chỉ phát huy cái độ động ở cái giải trung cao thôi. Nó cũng không hơn quá nhiều so với củ zin của hãng. À, nhưng mà tên Vitavox thì dù sao nó vẫn sang trọng hơn hai. Và cái loa Superchef ấy thì Phương đang sử dụng cái củ loa là ở trong đây là củ 2402 500 Anico mới cứng ấy, của JB. Vì là cái củ zin của cái đôi loa này là nó sử dụng là Electrovoy T350. Thì Phương không thích lắm, cái giải cao ở đấy thực sự nó không long lanh lắm, thì là Phương sử dụng cái củ JB. Thì là nó nghe hay hơn đấy. Và như vậy thì là cái đôi loa cũng là một đôi loa Patrician là như thế này. Nhưng mà Phương đã cắt tầm lại ở mấy điểm sau đây, là cắt tầm lại về củ loa bass là sử dụng thay vì nhện vải thì Phương đã tăng cường nhện phíp. Cắt tầm lại về là củ loa trung, hai củ loa trung, giải trung trầm và trung cao là Phương đã thay bằng những cái củ có phẩm chất lượng cao hơn, xịn sò hơn. Và đặc biệt bộ phân tần của Phương được làm để tính toán cho nó, thì tiếng nó bây giờ nó nghe được nhiều loại nhạc lắm. Thay vì nghe ngày xưa là nghe nó chỉ lấp đà tiếng trầm thôi, còn giải trung là nó không nó mờ, nó không được nét, thì bây giờ là tiếng trung của nó rất đồng lộng rồi và cái giải rất là chắc chắn. Đấy, thì đây là cái đôi loa này. Thì cái đôi loa mà đang để ở cái góc trong cái căn phòng này ấy, là đôi loa rất cổ và cũng rất hiếm, mà nhiều anh em đã từng chơi, đôi loa Antec Becerola, đặt tên theo một thành phố của Tây Ban Nha. Thì đôi loa này chỉ có hai đường tiếng thôi, và đôi loa thiết kế là thùng kín, và cái căng của nó đây là nó làm gọi là căng mắt cáo, rất huyền thoại. Thì đôi loa này là đã được Phương cũng cắt tầm lại rồi. Đầu tiên là thùng này ấy nó cũ và cái màu sơn nó cũng bị tróc lở rồi, thì Phương đã sơn lại cái thùng, mày thuê thợ sơn lại cái thùng, sơn lại cả cái căng. Thì cái căng của nó loa đây thì là cái căng nó bằng phíp các quý vị ạ, chứ không phải bằng gỗ đâu. Đấy, căng Phương làm rất là đẹp. Thì cái đôi loa này ấy, là đôi loa Antec Bass là 411, là cái đôi loa bass rất mạnh của Antec ấy, côn 100. Thì Phương cũng đã thay lại cái gân này. Gân của nó bằng cái gân mút hoặc là gân vải tẩm dầu ngày xưa. Thì Phương đã thay bằng cái gân theo thiết kế của Phương là ở đây. Để nó mới, nói chung là cái gân mà nó cũ quá rồi ấy, nó không hay đâu. Nó bị méo mó rồi và được tăng cường nhện phíp. Đấy, và bộ phân tần này thì Phương đã bỏ cái bộ phân tần 511 của nó và thay bằng bộ phân tần của Phương. Đấy. Và hoàn toàn cái hình thức thì nó giống hệt như là Phương làm, cái vỏ nó giống như là của nó, của hãng. Nhưng mà cái ruột của Phương ấy thì hay lắm, nghe thích lắm, nghe đa dạng loại nhạc mà có thể ngồi sát cái đôi loa mà tiếng nó vẫn không bị phóng, bị dội đâu, mà nghe thích. Thì đây là cái đôi loa là anh em nào mà sưu tầm thì cũng đáng để sưu tầm. Giá đôi này là Phương bán là 150 triệu đấy, nó như thế. Đôi này là Phương đã thấy là nhiều anh em là nếu mà mua bên Mỹ sẽ đắt hơn đấy. Mua ở bên Mỹ thì cái đôi này nó cũng 7-8 ngàn đô, chưa kể vận chuyển về. Trong khi đây là ngày xưa là Phương mua lại được của người ta, thì giá thành nó giảm hơn. Và Phương làm, Phương đã công bố cái giá trên đây thì anh em yên tâm là giá này là giá cực kỳ tốt đấy, và không phải quan tâm gì đến độ hay là để nâng cấp cái loa nữa, tất cả Phương làm hết rồi. Và đến đây Phương mở thử nghe là cực hay đấy. Nếu mà cái đôi loa như thế này zin là nghe khó nghe lắm nhé. Nó bị lâu ngày thì gân nó hỏng rồi, côn loa này bị lệch, xô lệch này, nhện kém rồi, phân tần các cái tụ cuộn cảm đã xuống cấp rồi. Thế thì bây giờ là thay vì cái việc đấy thì Phương đã làm mới hết, và đặc biệt là cái bộ phân tần của Phương thì mọi người đã chơi biết rồi. Rất nhiều anh em chơi là bộ phân tần Phương làm thì nó hay cỡ nào. Và trong cái thời điểm này thì nói luôn là Phương cũng gần như là hạn chế cái việc bán phân tần, vì Phương không còn đủ nhiều thời gian để quấn
lắp phân tần nữa vì mọi thấy là rất là lâu. Anh em nào làm kỹ thuật thì biết đấy, là để mà ngồi mà lắp ráp cứ tỉ mỉ từng cái linh kiện, cứ nhẩn nha ngồi xe chỉ luôn kim như vậy thì nó hàng tuần mới xong một cái phân tần. Thế so với chi phí, so với hiện tại của Phương thì hiện tại là Phương cũng không làm rất ít, chủ yếu là làm sản xuất để đi theo những cái sản phẩm của Phương thôi. Còn cái mà đây là một đôi loa mà với thiết kế mà theo cái mẫu nguyên bản của Antech thùng A5. Nhưng mà thay vì việc lốp một cái củ mà 40 thì Phương đã thiết kế cái thùng này ấy là củ 50 phân. Củ này là củ của Mỹ và cái củ loa này là của hãng sạc VinVega rất hiếm đấy. Và Phương đã cũng custom lại là nhện này, custom lại về gân. Và thậm chí là quá trình khi làm thì Phương còn nạp lại từ để tăng cái dung lượng từ là nó mới là như xuất xưởng và rất là hay. Đôi loa đánh một cái âm ly và còi như là cái âm ly ô tô nó cũng đã hay nhá, đừng nói đánh đèn. Phương thiết kế hai đường tiếng thì có thể là lắp bất cứ cái củ A5 nào của đời mới nhá. Những cái củ như 288B thì nó không có cái giải cao. Những cái tủ bắt đầu từ 288C này, 288 trừ 16G này. Đấy. Từ 8G đấy thì là lắp sang đây hay lắm. Đấy thì là để lên một cái, nếu mà lắp cái thùng như vậy thì là chi phí chỉ hơn 100 triệu thôi. Đấy, với cả cái kèn nữa cũng là một cái đáng lưu ý. Thì trước đã có một bác cũng đã mê mẩn cái đôi loa này, chẳng hiểu vì sao là mấy lần đến xem cho là chắc là cũng điều kiện là cũng chưa sở hữu được thì là Phượng hơi tiếc cho bác ấy. Thì đôi loa này bây giờ bảo muốn làm lại thì Phượng không làm được, thì đại loại là thế. Còn đây là trên này là hai cái bộ âm ly này, tả hữu hai bộ âm ly mà lớn nhất của hãng KR của Tiệp, tất cả còn nguyên thùng xốp. Phượng mua được như thế thì KR 1610 thì đây là cái bóng mà siêu to khổng lồ của hãng nhé. Nó to như thế này, nhìn cái mặt Phương đã to rồi mà cái quý vị thấy này, đấy, nó to hơn này. Đó. Là như thế. Thế thì là trong hai cái bộ âm ly này thì nếu mà có bán thì Phương sẽ bán đi một bộ thôi. Còn giữ lại một bộ thì Phương thích cái âm ly này. Nếu mà giờ mà mua một bộ như thế này ở nước ngoài thì là cũng tiền tỷ đấy. Thậm chí còn đắt hơn vì là hãng sản xuất rất ít. Không nhiều lắm đâu, vài chục bộ thôi. Và nó có một thời gian nó cũng về Việt Nam được một hai bộ thì là bây giờ đang nằm hết ở nhà Phương Phạm rồi. Thì Phương đã chơi rất nhiều đèn thì phải nói là những cái đèn mà nó đường kính lớn như thế này thì cũng là ít lắm. Và cái quả bóng này quá đắt, quả bóng này nó giá trên dưới 3.000 đô la. Nếu mua mới phải hơn 3.000 đô một quả. Thì quý vị là nó rất là đắt. Và nó đánh được nhiều loa lắm. Thì thế thì là nhưng mà cái loa cái khi mà sở hữu cái âm ly này thì Phương mới thấy là cực kỳ an toàn đấy, chơi gần như không biết hỏng là gì. Vì sao là mặc dù cái âm ly nhìn to này nhưng mà cái điện áp cao áp nó chỉ khai thác khoảng 500V thôi nhá. Cái bóng này kịch kim là 650V này, nó khai thác khoảng 500V thôi. Thế nên là với cái điện áp đấy thì là cái bóng nó bền lắm, các linh kiện nó bền, nó không bị nóng mà. Cái âm ly chơi cả ngày sờ mà không có nóng. Đấy. Cho nên đây là một cái âm ly mà hay. Đấy. Công suất lớn, vô cùng lành và độ bền cao. Đấy. Không biết hỏng và sửa chữa dễ. Đấy. Vì Phương là làm về nghề này thì Phương biết. Thích lắm. Chứ nếu mà chơi cái âm ly như 211 ấy còn rất là lo lắng. Vì cái âm ly 211 thì điện áp nó trên 1.000V. Nó tỏa nhiệt kinh khủng luôn. Đấy. Cho nên là nó hay hỏng. Chứ còn âm ly này thì nó lành như đất. Đấy, nếu mà biết chơi và có một đôi tai mà tốt và một những cái loa mà độ nhạy nó cũng phải tương đối cao, nó đừng bị thấp quá. Ví dụ mọi người sử dụng những cái âm ly này mà để đánh những cái đôi loa như là Khạc Ma hay là Avalon loa cột đấy, độ nhạy nó thấp thì nó cũng chưa phát huy được công lực đâu. Nhưng mà Phương đã sử dụng những cái âm ly này đánh những đôi tai Noi hoặc những cái đôi loa Bass 80 của Phương này, những cái kèn thì phải nói là tuyệt vời, tuyệt đỉnh luôn đấy, không đỡ đấy. Hay. Thì đây là một trong những cái mà thiết kế âm ly là Phương nể phục, là âm ly hãng ấy, nể phục từ là lựa chọn linh kiện, công suất cho đến tất cả những độ quý hiếm. Thì đây là cái mà chính hãng luôn, chính cái hãng sản xuất quả bóng này người ta sản xuất cái này thì Phương mới nể phục.
Còn nhiều cái hãng nhá, không nói nhưng nhiều cái hãng thì nó chạy theo thương mại. Vì Phượng chữa nhiều lắm. Nhiều con ông đi mọi người cứ bảo Đức với Mỹ thứ về, nhưng mà thực ra Phượng không nói cái nguồn gốc đâu. Nhiều khi mà âm ly nào thì âm ly cứ tháo ra nhìn linh kiện, mà đếm những, mà mình kiểm đếm những con linh kiện nó rẻ tiền thì không chấp nhận được. Có những âm ly mà bán 400-500 triệu, nhưng mà các cái con linh kiện lắp trong nó thật sự là không quá 50-100 nghìn một con. Đấy, ví dụ tụ điện thì rất rẻ tiền, không lắp những cái tụ mà như Moondog hay là đù lăn hay là những cái đồ đắt tiền vào mà người ta bán như vậy thì mình cũng hiểu. Nắn bằng diốt rồi tháo ra thì nhìn lông gà lông vịt lắm, mà lại đắt, mà thực sự tiếng không hay. Vì nói gì âm ly nào cứ hỏng thì là phải chữa thôi. Ở đây thì là Phương cũng đã nhận chữa cho rất nhiều những cái anh em mà chơi đồ ấy. Những cái âm ly rất đắt tiền, nặng, thiết kế đẹp lắm. Thế thì mà tháo ra thì Phương đã chữa thì vì chúng thấy nó bình thường, khi mà lắp test thì bình thường. Nhưng đây là cái âm ly hãng mà Phương nể phục. Đấy, đẳng cấp đấy. Đấy, không hiểu tại sao là ở Việt Nam thì rất nhiều những cái người mà sành chơi lại bỏ qua những cái món đồ như thế này. Bây giờ thì trước khi mà kết luận cái clip này thì là Phương sẽ mở thử một cái bản thu âm mà mộc để quý anh em hình dung. Và trên cái máy ảnh thì Phương sẽ lắp cái micro gắn liền vào máy thôi, chứ không lắp những cái micro để thu âm nhá. Thì đương nhiên mọi người đều biết cái trình độ thu âm của Phương ấy, Phương mà thu âm mà hay thì nó là không ai đỡ được đâu. Nhưng mà nếu như vậy mà để xem một clip này mà để đặt hai cái micro hàng hiệu lên để thu từng loa một ấy, thì nó hơi mất công là một này. Và hai là nó không, cái độ trung thực của nó thì đương nhiên là trung thực và hay rồi. Nhưng mà vì mọi người là hay nghe bằng điện thoại hoặc là những cái micro tích hợp thì Phương sử dụng một cái micro bé tí thôi. Ở trên cái máy ảnh ấy, mua hơn 2 triệu cái micro này, Phương sẽ lắp vào để Phương quay nhé. Đấy, thì để mọi người nghe. Bây giờ Phương đã mở thử một cái file nhé, cái file nhạc Phương vừa thu đang thô đấy, file thô. Nghe trên âm ly 64G mà đang cắm bóng của Nga, bóng ít tiền của Nga hay thế này. Mọi người thích cái yêu cầu bóng Mỹ hay là thì cắm thêm vào. Tôi không cô đơn vì anh gian anh rồi, quên cho tôi bay nhiều cái đắng lâu nay. Tay đang trong tay xưa tôi đâu hay, lời ai ân với đầy chỉ là cơn gió heo may. Tôi không cô đơn vì tôi hay tôi biết, anh yêu cho vui bằng ngôn ngữ trên môi. Nên anh xa tôi, nên ai chung đôi, bài toán anh xong rồi, phương trình số thừa là tôi. Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì khi người yêu bỏ ra đi, không lời thăm hỏi phân trình. Cô đơn mà chi, cô đơn được gì khi tình tôi chẳng ra gì, thêm gầy hai tuổi xuân thì. Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa, trong phòng thơ anh còn muốn giấu con tem. Ngày đêm thơ anh cho trăng khuya xem, rồi đốt lên ven thềm, nghe mình không còn cô đơn. Anh em đang nghe cái bản thu mộc mạc
cái đôi này là sử dụng cái củ loa của hãng RCA, màn bằng lông chim nhá, cực kỳ mới đẹp lắm. Đấy. Anh em nào thích cái đôi loa này thì Phương sẽ bán một mức giá là 100 triệu. Tôi không cô đơn vì tôi hay tôi biết. Anh yêu cho vui bằng ngôn ngữ trên môi. Nên anh xa tôi, nên ai chúng đôi. Bài toán anh xong rồi, phương trình số thừa là tôi. Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì. Khi người yêu bỏ ra đi, không lời thăm hỏi phân trình. Cô đơn mà chi, cô đơn được gì. Khi tình tôi chẳng ra gì, thêm gầy hai tuổi xuân thì. Tôi không cô đơn, mà cô đơn chi nữa. Trong phòng thơ anh còn thơm dấu con tem. Nay đêm thơ anh cho trăng khuya xem, rồi đốn lên ven thềm. Nghe mình không còn cô đơn. Mọi người đã được nghe cái chất âm mộc, và hôm nay là được phát luôn là cái bản thu mộc, chưa có chỉnh sửa gì cả, chưa có mic. Thì sắp tới thì cái đĩa Bolero là rất hay, thì sẽ ra phục vụ quý anh em. Và bây giờ là Phương xin làm cái phần là để tạm biệt quý anh em nhé. Vừa rồi là mọi người đã được xem Phương review cái đôi loa ở phía trong, và đây là cái đoạn kết luận. Thì Phương lại mang cây đàn ra cùng với cô hàng xóm tên là Tâm, xinh đẹp giống Trương Tử Di. Và đây là con gái nhỉ, Kiwi à? Chả là quả kiwi. À, quả kiwi sẽ một tên bố bác đọc là méo hết cả mồm ra. Bây giờ tặng Kiwiu một cái bài hát mà rất là lâu rồi nhá, rất lâu. Nó chỉ có 4 câu về mùa xuân, 4 mùa. Mùa xuân trong quả nhót, thấm mưa phùn vị chua. Mùa hạ trong quả ổi, ương ương giòn suốt. Mùa thu trong quả bưởi, xe xe trời thanh cao. Mùa đông trong quả táo, chua chua ngọt thế nào. Mùa xuân trong quả nhót, thấm mưa phùn vị chua. Mùa hạ trong quả ổi, hương hương giòn suốt mùa. Mùa thu trong quả bưởi, xe xe trời thanh cao. Mùa đông trong quả táo, chua chua ngọt thế nào. Ê, tặng Tâm một cái đoạn nhạc nhỉ, coi như đã ngồi anh Phương nhờ cùng để làm cái clip này. Hôm nay là trong cái không gian rất là thơ mộng ở buổi chiều ở Hà Nội trước nhà anh Phương. Biệt thự audio 107 thì là anh em mình uống nước vối và chơi đàn. Thank you.
một đoạn nhạc ngắn để kết thúc cái clip hôm nay. Và xin cảm ơn em Tâm đã cùng ngồi với anh nghe đàn. Cảm ơn Kiwi đã nghe bác hát. Và cảm ơn anh Amê Loa đã theo dõi hết cái clip này. Xin chào tạm biệt. Và nếu rảnh rỗi, xin được trân trọng mời quý anh em qua tệ xá của Phương Phạm, ngõ 21 Quan Nhân, biệt thự Audo 107, và ta uống trà, uống nước lá vối và nghe nhạc ở trên những cái đôi loa. Và nếu anh em thích đôi nào thì ta lại ring về nhà mình nhé. Chào tạm biệt.